Thông tin tiểu sử ca sĩ Nhật Anh Trắng Nhật Anh Trắng sinh ngày 3 tháng 12 năm 1991 tại thành phố Hà Nội. Tên thật là Bùi Nhật Anh. Bùi Nhật Anh được đông đảo khán giả biết đến là một vlogger chế lời cực độc. Anh được biết đến với những giáo trình dạy guitar bài bản trên Youtube. Với một giọng hát truyền cảm và sở hữu một gương mặt điển trai. Nhật Anh được cộng đồng mạng biết đến với những bản nhạc chế mang nhiều thể loại khác nhau. Chính anh là người đã mở đầu cho chào lưu literal music video tại Việt Nam môn sơ nhưng phải đến video chuyện tình trạng vứt giấy chế từ ca khúc Chỉ Anh Hiểu Em. Khắc Việt thì Nhật Anh mới được biết đến rộng rãi trong cộng đồng mạng nhật anh thể hiện khả năng chế lời hài hước của mình qua câu chuyện chàng trai đau khổ khi nhận được tiệc mời dự đám cưới người yêu cũ ca từ được chế lại rất phù hợp với nội dung của mv gốc từ đó tạo nên tiếng cười cho người xem với lời tâm sự của chàng trai ở cuối video người anh yêu chính là chồng em hiện tại Nhật Anh làm công việc là chuyên viên sáng tạo thuộc một dự án cộng đồng của Vingroup. Các video ca nhạc thành công của Bùi Nhật Anh, chuyện chàng vất giấy mây mưa sau tất cả tủ lạnh, bạn thân và điếu thuốc nhạc chế chuyện mùa uôn cắp châm tử ca vi pop mess up. Bài ca kế hoạch hóa bụi đời chợ lớn.